Trong cái bộ phim này thì Nhi cũng có sử dụng bằng giọng Phú Yên. Nhưng mà cái giọng Phú Yên ở trong lần này thì nó là cái mục đích của kịch bản, mục đích của đạo diễn chứ không phải là mục đích của Nghị. Thứ nhất là đây vì anh cảm thấy là đây là cái bản thân mình, khi mà mình xem lại bản thân mình với một cái vai diễn rất là ác như là cá thác lác ấy, thì mình cũng cảm thấy rất là kỳ cục. Với một bộ phim Thần Bài Ba là Thánh Biệt Vô Danh đã được mọi người biết tới rất nhiều, thì mình khi mình remake lại bộ phim này á, thì mình cũng đã cố gắng giữ lại những cái hay của bộ phim để mình gọi là giữ nó để nó không làm mất bản sắc của bộ phim gốc. Rồi mình đã có remix thêm một số những cái nội dung và những cái gọi là tình tiết mới để cho làm cho bộ phim tròn trịa và logic hơn. Kịch tính, bí mật và lôi cuốn, kịch tính, gây cấn và sâu sắc. Với Huyền Thanh thì Huyền Thanh thấy bộ phim này thật sự rất là hay, vì là những cái đoạn cuối hay là những cái đoạn mà tình cảm á, thì đều cho khiến cho mình là hồi hộp, và cái đoạn về tình cảm cũng mình cũng khiến cho mình cảm động nữa. Và đôi lúc một số cái phân cảnh á, mình còn cảm thấy là mình còn hơi rưng rưng cái nước mắt. Xin chào mọi người. Nếu như mà mọi người có yêu quý Phương và nhân vật Linh thì mọi người hãy cùng đến ra rạp xem phim để ủng hộ Phương, để Phương có động lực để bước tiếp cho con đường nghệ thuật nha. 24 này là phim chiếu ở ngoài rạp rồi. Mong quý vị khán giả sẽ ra và ủng hộ cho bộ phim và ủng hộ cho Xuân Nghị, để cho nghệ sĩ có được cảm xúc thăng hoa để mà tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn quý vị.